Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip muộn của ngày 6 tháng 5 năm 2020. Vâng, đây cũng là clip thứ hai trong ngày cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo hàng về. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật những sản phẩm về audio cập bến với cửa hàng ngày hôm nay. Vâng, tại thời điểm này thì cũng rất là muộn rồi, 1 giờ 38 phút. Đêm, cửa hàng mới có thời gian thông báo tiếp những sản phẩm về trong ngày. Vâng, sản phẩm thì đã được bóc tách xếp trưng bày trước mắt quý vị và các bạn đây. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng có 2 chuyến hàng về và cũng theo như thường lệ hàng ngày. Vâng, quen như công việc mỗi khi thì cửa hàng cũng vẫn muốn thông báo và gửi tới quý khách hàng những sản phẩm đẹp nhất tới quý khách hàng có thể lựa chọn và tham khảo các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi mỗi clip hàng về. Quý khách hàng có thể ưng ý những sản phẩm gì thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn có thể về theo với cửa hàng theo địa chỉ hướng đi Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm âm thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cạnh siêu thị Lan Chi Sao Đỏ, cách trục đường 18 vào trong cổng chợ 30m nhé. Vâng, ngày hôm nay thì duy nhất về với cửa hàng có 3 chiếc quạt tiếp theo trong clip buổi tối muộn. Và những chiếc âm ly, những cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản, những sản phẩm, những chiếc đài vẫn cập bến trong ngày. Vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn qua một clip cửa hàng đang nia máy đây. Quý vị và các bạn có thể biết những sản phẩm rất là chất lượng đã có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Vâng, thì cửa hàng vẫn đi từ phải sang trái quay cho quý vị và các bạn được biết những sản phẩm, những siêu phẩm cập bến trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì về với cửa hàng được một chiếc quạt cây. Một chiếc quạt cây mang mã số 182. Chiếc quạt cây này của hãng Hitachi, được sử dụng cánh 30. Vâng, và chiều cao thì cửa hàng lại quên không đo chiều cao rồi. Chiếc này chắc có 1m3 đến 1m25. Được sử dụng cánh 30 nhé. Vâng, thân đế thì quý vị và các bạn theo dõi clip của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đợt trước cửa hàng cũng có một chiếc có nguyên thùng xốp, có thân như vậy, thân hình phễu. Và ngày hôm nay thì cửa hàng có về được một chiếc mang mã số 182, được thiết kế một gam màu xanh rất hài hòa và bắt mắt. Vâng, sản phẩm thì quạt cây nhưng có mức tiền tầm trung và cũng rất là hợp lý. Sản phẩm thì rất đẹp và sáng bóng rồi. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được một chiếc mang mã số 184. Vâng, buổi chiều thì đã có 4 chiếc có mặt tại cửa hàng. Và ngày hôm nay thì chính thức là có 7 chiếc. 7 chiếc thì tại thời điểm này là 3 chiếc về tiếp theo. Một chiếc quạt. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Chiếc quạt này thì cực kỳ hiếm trên thị trường. Một chiếc quạt la xoáy nhé. Vâng, cánh đục, lồng 1 mê. Vâng, cánh đục nhưng cánh này là cánh ngọc thì rất là hiếm có luôn. Vâng, sơn zin nguyên bản luôn này. Cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cảm nhận vẻ đẹp của những chiếc quạt về trong ngày hôm nay. Mang mã số 184, toàn thân đế gang sắt và đặc biệt hơn thì chiếc này là một chiếc bầu bom. Bầu bom sắt, sơn zin nguyên bản luôn. Lồng 1 mê. Vâng, cánh đục thì rất là hiếm và rất hiếm luôn. Chiếc này lại là chiếc cánh ngọc.
giá trị của sản phẩm thì cũng quá là cao luôn. Quý vị và các bạn có thể sở hữu và sưu tầm những sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ để biết giá chính xác của sản phẩm nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì cửa hàng thông báo một chiếc 181 về với cửa hàng thì đã được vị khách hàng đến từ Hà Nội bắt chốt sản phẩm này rồi. Sản phẩm quá đẹp và quá chất luôn. Vâng, tiếp theo thì đến một chiếc quạt cực kỳ hiếm luôn. Cực kỳ hiếm luôn. Một chiếc quạt Nationa. Ngày hôm nay thì có về được một cặp đôi. Một chiếc phía dưới này, cửa hàng cũng vừa thông báo đây, 184 này. 183 thì chiếc này quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ngay là sản phẩm hiếm ở chỗ nào. Một chiếc quạt cánh đỏ. Vâng, đây là một chiếc cánh đỏ thì quá là hiếm rồi. Độc nhất vô nhị luôn. Và đây cũng là chiếc đầu tiên cập bến với cửa hàng. Và xin ra mắt cho quý vị và các bạn chiếc này mang mã số 183 của hãng Lationa, được sở hữu 3 phím tốc độ gió. Và đặc biệt hơn thì một chiếc quạt có lồng 1 mê và cánh đỏ. Cánh đỏ thì quý vị và các bạn được biết đấy, dân chơi quạt thì sẽ săn lùng những sản phẩm này rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cửa hàng có cập nhật cho quý vị và các bạn được một chiếc duy nhất và giá trị của sản phẩm thì khá là cao. Sơn zin. Bầu bom. Bầu bom mới là cái quý hiếm đây này. Tất cả những sản phẩm này là những sản phẩm sâu tuổi nhé. Những sản phẩm bầu bom là những sản phẩm sâu tuổi. Và rất hiếm có được chiếc cánh đỏ. Vâng, ai những vị khách hàng nào mà sưu tầm những chiếc quạt có gam màu mình thích hoặc những sản phẩm mà vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập những chiếc cánh đỏ thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Cánh 30, lồng 1 mê. Toàn thân đế gang sắt, duy nhất có một chiếc, đẹp xuất sắc. Vâng, những sản phẩm sâu tuổi mà có độ đẹp như vậy thì gọi được là sản phẩm xuất sắc, không tì vết luôn đấy ạ. Duy nhất có một chiếc nhé, cực kỳ hiếm luôn. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có cập nhật được một chiếc âm ni Sansui 5000X. Sansui 5000X hàng bao dính. Và chiếc âm ni này thì hôm trước cửa hàng có về một chiếc và được vị khách hàng đến từ Hà Tĩnh, anh đã lựa chọn và đã nhận được hàng rồi, rất là ok. Thì ngày hôm nay cửa hàng tiếp tục cập nhật được một chiếc Sansui 5000X hàng bô dính. Vâng, sơ đồ của chiếc âm ni thì ở trong tờ giấy này, cartono này nhé. Vâng, quá là đẹp luôn. 320W. Vâng, độ đẹp của sản phẩm thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ đây. Vâng, giá của sản phẩm này thì dưới 26.500. Vâng, những chiếc đẹp như vậy thì dưới 26.500. Một chút xíu thôi. Bao dính nhá, không phải bao lẩy nhá. Tiếp theo quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây là 3 cặp loa về trong ngày hôm nay, trong đó có một cặp loa đến từ đất nước Mỹ, một cặp 2 cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản, 2 cặp loa 99A và một cặp loa JBL N166. Cửa hàng sẽ quay chi tiết thùng vách của sản phẩm và quay đến phiến bát chung bát chép của sản phẩm. Ngày hôm nay cửa hàng về được một cặp loa JBL có modem L166 Horizon. Rất lâu rồi, ngày hôm nay cửa hàng mới cập nhật được một cặp loa có vẻ đẹp thiếu thùng xốp như vậy. Vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy chung bát chép của sản phẩm từ những chiếc ốc của sản phẩm thôi. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ zin và độ sắc nét của sản phẩm rồi. Một cặp loa JBL L166 Horizon. Tại thời điểm này thì nó có khoảng giá rất là cao luôn. Với những cặp loa đẹp như vậy, đẹp thiếu thùng xốp. Vâng, căng của sản phẩm thì không hề thiếu một quả trứng nào luôn. Vâng, căng trứng nhưng không hề có bị thiếu một quả trứng nào luôn.
quá đẹp luôn. Sắc nét đến từ cm. Cặp loa JBL còn nguyên cả triện ở tem luôn này. JBL chiếc này thì cũng vậy. Vâng, cặp loa thì được sử dụng một bát 30 màng giấy. Và đặc biệt hơn thì cặp loa này là một cặp loa bát huyết xịn nguyên bản 100%. Rất rất hiếm có. Quý vị và các bạn có thể nhìn chung chép của sản phẩm này. Sáng bóng xoay gương được. Và nhìn từ những con ốc, quý vị và các bạn có thể nhìn biết chất của sản phẩm rồi. Quá tuyệt đỉnh. Vâng, những cặp loa này thì quý vị và các bạn có thể phối ghép với những chiếc âm ni Nukman hoặc Acophay thì tuyệt vời ông mặt trời. Và thùng vách của sản phẩm thì quý vị và các bạn được nhìn thấy đây. Không có hề bị sứt mẻ. Cặp loa đẹp thiếu thùng xốp thật. Giá của sản phẩm thì dưới 40 triệu, dưới 39 triệu nhé. Cho một cặp loa có vẻ đẹp như vậy. Dưới 38 triệu xin lỗi quý vị và các bạn. Đẹp mỹ mãn luôn. Tiếp theo thì đến hai cặp loa về trong ngày hôm nay. Hai cặp loa Puller CS99A màng FB. Và hai cặp loa này thì là hai cặp loa đẹp zin nguyên bản. Mộc mạc, chi tiết đến từng cm. Hai cặp loa về trong ngày hôm nay, quý vị và các bạn chỉ cần nhìn qua một góc máy quay của cửa hàng thôi đã biết sản phẩm quá chất và đẹp rồi. Và tại thời điểm này thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh đang có 1 2 3 cặp loa này. 4 cặp loa 99A. Và ngày hôm nay cửa hàng về tiếp tục được 2 cặp không thùng. Và hiện tại cửa hàng đang có 3 cặp loa có thùng xốp và 3 cặp loa không có thùng xốp. Vâng, một cặp loa thì là một cặp loa thùng dựng của sản phẩm kia. Thùng dựng phía bên trên nhé. Cặp loa đó thì tại thời điểm này thì có giá là dưới 52 triệu cho một cặp loa 99A thùng dựng. Và thùng xịn của sản phẩm thì cửa hàng đang có 2 cặp. Một cặp có giá là 65 triệu, một cặp có giá là 68 triệu. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có đầy đủ các model để cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn và tham khảo các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, điển hình như ngày hôm nay cửa hàng có về được hai cặp loa 99A màng FB có giá là dưới 48 triệu. Một chút xíu thôi. Vâng, độ đẹp của sản phẩm thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Trung mộc, bát mộc, gân zin, tất cả những sản phẩm này thì đều là gân zin rồi. Không cần phải quảng cáo nhiều, nhưng những cặp loa mà là cặp loa huyền thoại, nghe hay, bày đẹp vẫn là những cặp loa 99A được mệnh danh là những cặp loa đầu bảng để trưng bày. Một bộ xe pháo mã thì tuyệt đỉnh. Vâng, góc máy quay hôm nay thì hơi hạn chế một chút về cửa hàng không mở được e căng ra. Vâng, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy độ mộc mạc của sản phẩm đây. Vâng, mỗi vị khách hàng mua cặp loa 99A màng FB, cửa hàng xin tặng một đôi tem. Xin tặng một đôi tem. Vâng, trong hai cặp loa về trong ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể lựa chọn theo mỗi sở thích của mình. Một cặp phía bên ngoài và một cặp phía bên trong. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy cửa hàng quay chi tiết đây rồi. Có vẻ đẹp mỹ mãn. Và trong cửa hàng đang có 6 cặp loa thì quý vị và các bạn không có gì mà phải lăn tăn khi lựa chọn các sản phẩm bên cửa hàng Đức Hạnh cung cấp. Quá đẹp rồi. Một cặp căng có màu tím than một chút, một cặp có màu xanh. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của mình và không gian phòng khách của mình. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh có về được một chiếc âm ni Sansui 707NS Cha còn nguyên thùng xốp. 707NS Cha còn nguyên thùng xốp. Vâng, những chiếc âm ni này thì rất dễ phối ghép với những cặp loa. Và những chiếc âm ni này thì có công suất là 330W. 330W. Bảy là bảy lời ét cha.
mặt gương hội gỗ. Và sản phẩm này thì còn rất mới và đẹp luôn. Cửa hàng chưa hề vệ sinh luôn. Đây là tất cả những vết bụi ở trong thùng xốp mà cửa hàng vẫn để nguyên. Vâng, giá cho chiếc âm ly này thì so với những chiếc không thùng thì tất nhiên những chiếc có thùng sẽ cao hơn những chiếc không thùng rồi. Những chiếc không thùng thì bên cửa hàng vẫn có hàng nhé. Một chiếc duy nhất giá 18.500.000. Và hôm trước thì cửa hàng cũng có những chiếc là giá 18 triệu và cũng đã có khách chốt rồi. Và bên cửa hàng thì còn một chiếc là không thùng xốp 18.500.000 đồng. Đẹp xuất sắc luôn. Và ngày hôm nay thì có về được một chiếc, giá là trên 20 một chút xíu. Nguyên thùng xốp. Tiếp theo thì đến hai siêu phẩm về trong ngày hôm nay là một chiếc âm ly Sansui G7000 và một chiếc âm ly Sansui G9000DB. Đẹp long lanh, không tì vết như trước màn hình quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm về trong ngày hôm nay. Một chiếc âm ly Sansui G7000 đẹp xuất sắc. Giá tại thời điểm này thì trên 30 một chút chút. Trên 30 một chút. Tiếp theo đến một chiếc âm ly Sansui G9000DB đẹp xuất sắc. Như một cung điện. Giá trên 70. Vâng, những sản phẩm này thì quý vị và các bạn có thể theo dõi kênh hàng ngày được biết bên cửa hàng cung cấp những sản phẩm đẹp, những sản phẩm chính hãng được rất nhiều anh em chơi audio quan tâm và tin dùng. Vâng, quý vị và các bạn có thể bỏ ra những đồng tiền hơi cao hơn một chút, nhưng quý vị và các bạn có thể được ngắm những sản phẩm này hàng ngày. Vâng, có thể nghe thì ít nhưng ngắm thì nhiều. Nên quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho góc chơi của mình những sản phẩm mà mình hàng ngày được nhìn thấy, sản phẩm đẹp, sắc nét, chi tiết đến từng góc cạnh. Vâng, giá của chiếc âm ly Sansui G7000 có giá là trên 30, G9000DB có giá là trên 70. Và đặc biệt hơn thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có cập nhật. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy thùng vách của sản phẩm. Hai chiếc như nhau nhé, 7.000 và 8.000 đều đẹp. Ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có cập nhật được một cặp húp xịn. Vâng, cặp húp xịn dê vóc. Vâng, bên cửa hàng thì có những cặp bên cửa hàng vẫn bán là những cặp có mức tiền tầm trung thôi. Nhưng cặp dê vóc về trong ngày hôm nay là một cặp dê vóc chuẩn xịn. Vâng, giá của sản phẩm thì so với những cặp khác kia thì rẻ, đắt hơn rất nhiều. Cặp húp này nhé. Vâng, đây là một cặp húp dê vóc đặc biệt. Ngày hôm nay chắc thì chỉ có một cặp duy nhất mà cửa hàng đã lựa chọn được thôi. Vâng, cửa hàng sẽ quay cho quý vị và các bạn cảm nhận một cặp húp zin xịn này. Chỉ có duy nhất một cặp. Và cặp húp này thì có giá là 6 triệu đồng. Cửa hàng nhập 5 triệu rưỡi, bán 6 triệu đồng. Vâng, cửa hàng sẽ lấy một cặp có giá là 1.600.000 đồng cho quý vị và các bạn so sánh nhé. Vâng, đây là một cặp trên tay cửa hàng đang cầm là một cặp rách, xin lỗi, cặp húp dê vóc. Giá tiền 1.600.000 đồng cửa hàng vẫn cung cấp đây. Vâng, hai chiếc này là hai chiếc xịn, rất hiếm có, 6 triệu đồng. Vâng, không thể lẫn được sản phẩm được, sờ đã biết ngay là khác rồi. Duy nhất có một cặp nhé. Tiếp theo thì đến một chiếc âm ly Nukman N505F. Ngày hôm nay cửa hàng có về duy nhất được một chiếc. Và tại thời điểm này thì chiếc âm ly Nukman N505F có duy nhất một chiếc.
còn nguyên thùng về trong ngày hôm nay, đầy đủ phụ kiện đi kèm, dây nguồn khiển zin và cắp tono. Vâng, quá đẹp luôn. Nucman N505F tại thời điểm này thì có khoảng giá là dưới 52 triệu. Dưới 52 triệu. Nguyên thùng. Đẹp xuất sắc luôn. Vâng, những sản phẩm còn nguyên thùng thì quý vị và các bạn hãy yên tâm. Và những sản phẩm này là những sản phẩm chất lượng cao, thì cửa hàng luôn lựa chọn và cung cấp ra thị trường những sản phẩm chính hãng, độc nhất và đẹp nhất cho quý vị và các bạn. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Hạnh có về được một chiếc đài Toshiba 983. Vâng, chiếc đài Toshiba 983 về trong ngày hôm nay. Trong thời gian gần đây thì cửa hàng cũng liên tục cập nhật được những chiếc đài này. Thì đây là chiếc đài có vẻ đẹp và độ sắc nét của sản phẩm, cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Và cũng như những chiếc đài sáp 3.7 về với cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm nay có 2 chiếc thì và một chiếc Diatone 72W, thì tại thời điểm này chính thức hai sản phẩm sau khi cửa hàng thông báo hàng về đã có khách chốt đủ và đầy rồi. Và còn rất nhiều những vị khách hàng đang quan tâm đến những chiếc đài sáp 3.7. Quý vị và các bạn có thể chờ và xếp lốt. Cửa hàng sẽ thông báo cho quý vị và các bạn những vị khách hàng nào hỏi trước, đặt trước. Cửa hàng sẽ nhường phần cho những vị khách hàng đó nhé. Quý khách hàng hãy yên tâm, bên cửa hàng vẫn có những sản phẩm để cung cấp cho quý vị và các bạn. Một chiếc đài 983 về trong ngày hôm nay có vẻ đẹp mỹ mãn như vậy. Quá là đẹp luôn. Vâng, chất âm của những chiếc đài 983 thì rất nhiều anh em đã sử dụng và mua được sản phẩm, khen rất là chất lượng luôn. Tiếp theo thì đến một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ tiếp tục cập bến với cửa hàng. Do không gian rất chật, hàng về rất nhiều nên cửa hàng phải xếp sản phẩm này xuống dưới đất để quay cho quý vị và các bạn. Vâng, cửa hàng sẽ quay để lấy độ nét cho quý vị và các bạn biết sản phẩm về trong ngày hôm nay có độ đẹp và độ mới như thế nào. Một chiếc đầu 635D về trong ngày hôm nay có vẻ đẹp như hai chiếc hôm vừa rồi. Thì hai chiếc về đã được vị khách hàng chốt luôn. Và đây, ngày hôm nay cửa hàng tiếp tục cập nhật được một chiếc 635D lút đỏ đẹp không tì vết. Trắng tinh luôn, đẹp nguyên bản. Không hề bị sứt mẻ nhé. Do quay một tay thì rất là bất tiện. Vâng, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy vẻ đẹp của sản phẩm đây. Quá là mỹ mãn rồi. Vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn và ngắm chi tiết phía đằng sau này. Sắt xi vàng óng ánh luôn. Vâng, vị khách hàng hôm trước mà đến tận cửa hàng chưa mua được sản phẩm thì anh khách hàng có theo dõi clip này thì hãy liên hệ trực tiếp sớm với cửa hàng. Khi clip đăng tải lên, anh có thể xem được ngay và alo sớm với cửa hàng. Cửa hàng sẽ nhường phần sản phẩm này cho anh trước nhé. Vâng, cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều những vị khách hàng đang đặt sản phẩm, nhưng ai hỏi trước thì cửa hàng sẽ nhường phần cho anh khách đó. Giá tại thời điểm này cho những chiếc đầu băng cối Akai 635D đẹp không tì vết như vậy có giá là dưới 38 triệu 500 nghìn, dưới 38 triệu 500 nhé.
Tùy theo độ đẹp của sản phẩm, cửa hàng sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Có những chiếc dưới 37 triệu thôi, dưới 37 triệu 500 cũng có. Nhưng chiếc về trong ngày hôm nay và chiếc hôm trước cửa hàng bán thì rất là đẹp và sắc nét luôn. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có cập nhật được 3 cặp dây, 3 bộ dây loa Acouphay. Dây loa Acouphay giá thì dưới 4 triệu. Giá dưới 4 triệu. Nguyên túi, túi nhung luôn nhá. Cửa hàng thì luôn cung cấp những sợi dây và những cặp dây như thế này ra thị trường, được rất nhiều anh em quan tâm và đã mua sản phẩm rất là ok. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được 10 bộ dây AV của hãng Acouphay. Nguyên túi đây. 10 bộ dây Acouphay giá là 1 triệu 200 nghìn đồng một bộ. Gọi là 1 triệu 200 nghìn một cặp dây này. Ngày hôm nay cửa hàng có về được 10 bộ nhé. Và duy nhất về với cửa hàng ngày hôm nay thì có thêm một chiếc bộ tai nghe của hãng Puller. Vâng, bộ tai nghe này thì có chỉnh bắt tép, chỉnh to nhỏ hai bên này, Puller SE50 đời cao cấp nhất. Puller thì có mấy mã cơ? Mã 35, 30, 35. Nhưng bộ này thì là một bộ 50 SE là cao cấp nhất rồi, còn nguyên thùng hộp đây. Vâng, và có về thêm những bộ cửa hàng gọi là bộ đuôi chuột này. Những bộ đuôi chuột này để cắm vào những cặp loa JB hoặc những cặp loa Puller phía sau mà nó có cái nút rất nhỏ, khó cắm vào nhưng đỡ phải quý vị và các bạn có thể tháo ra tháo vào sẽ làm hỏng rắc phía sau. Quý vị và các bạn có thể lên mua những cặp, những sợi này, hoặc quý vị và các bạn có thể mua loa trực tiếp tại cửa hàng thì cửa hàng sẽ tặng luôn. Giá thì là 150.000 không bao ship. Ai mua thì cửa hàng sẽ bán cho là 4 chiếc này. Quý vị và các bạn có thể mua 4 chiếc này là một bộ 150.000 nhé. Cửa hàng cũng chỉ cộng có 20.000 thôi, nhưng cửa hàng không bao ship đâu, nhưng sẽ mất công đóng gói. Quý vị và các bạn có thể về để cắm trực tiếp vào và cắm luôn bắp chuối vào, rất là tiện luôn đây này. Nhưng khi quý vị và các bạn có thể cắm bắp chuối vào đây nhé, vào sợi dây này, quý vị và các bạn có thể cho dây này vào đây và hơ nửa để cho hai sợi dây này đỡ chạm vào nhau này, sẽ bị chập và cháy âm ni nhé. Rất là quan trọng. Vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay cửa hàng thông báo hàng về trên kênh của mình có 2 chiếc đài sáp 3.7 có vẻ đẹp xuất sắc 96-97%. Thì tại thời điểm này đã được nhận chủ rồi nhé. Một chiếc thì cửa hàng cũng đã test buổi chiều ngày hôm nay cùng với chiếc đài mặt quỷ. Và hai sản phẩm này thì trong ngày mai cửa hàng sẽ test hàng gửi cho những vị khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng. Vâng, và cửa hàng thông báo lại cho quý khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Phía trước thì cửa hàng có về được một chiếc điện thoại đến từ Nhật Bản. 3 chiếc ngày hôm nay thì có duy nhất một chiếc đá, một chiếc sắt, một chiếc này là chiếc nhựa nhé. Chiếc này là chiếc nhựa về với cửa hàng. Thì quý vị và các bạn có thể theo dõi mỗi clip hàng về. Vâng, đây logo của một chiếc điện thoại được mạ vàng 24K. Độ đẹp thì cửa hàng thông báo trong buổi chiều rồi. Có độ đẹp 98% luôn cho chiếc điện thoại này. Và quý vị và các bạn có thể biết đây là khi những số điện thoại bàn của gia đình quý khách hàng. Họ để đây là một cái logo như này để ghi số của những chiếc điện thoại khi ví dụ như gia đình quý vị và các bạn có thể sử dụng số gì. Đây là logo để ghi số của mỗi chiếc điện thoại đấy nhé. Cửa hàng biết thêm thông tin gì thì cũng thông báo cho quý vị và các bạn luôn, để quý vị và các bạn có thể biết được sản phẩm. Vâng, một chiếc phía đây cũng vậy.
được ghi số. Quý vị và các bạn có thể ghi số điện thoại của gia đình mình ở trên một chiếc điện thoại này. Vâng, rất là chất. Một chiếc điện thoại đá cẩm thạch về trong ngày hôm nay đến từ đất nước Nhật Bản. Vâng, chiếc này thì quá lặng luôn. Và đây là một sản phẩm rất là VIP. Rất là VIP. Màu của tai nghe và dây là một màu bộ đội. Quá xịn sò luôn. Vâng. Quay ở góc này thì hơi thiếu đi phần đẹp của sản phẩm. Quá là đẹp. Quá là chất. Vâng, chiếc điện thoại đến từ đất nước Nhật Bản là một chiếc điện thoại sắt, cũng rất là chất lượng. Và đây là những sản phẩm hàng được mạ vàng 24K. Và bên cửa hàng thì đang có những chiếc đèn dầu đến từ đất nước Pháp, là hàng chất lượng cao, bên cửa hàng đang có. Vâng, vậy clip này cửa hàng thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh hàng ngày được biết những sản phẩm về trong ngày. Quý vị và các bạn có thể theo dõi mỗi clip thông báo hàng về của cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Quý vị và các bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, nhanh nhất hàng ngày. Quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, Âm Thanh Nữ Hạnh cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vâng, tại thời điểm này thì chỉ còn 20 phút nữa thôi, cửa hàng sẽ đăng tải sản phẩm lên kênh để cho quý vị và các bạn biết những thông tin mới nhất, nhanh nhất hàng ngày. Vâng, và chỉ còn 20 phút nữa cửa hàng sẽ đón tiếp một chuyến hàng tiếp tục trong đêm ngày hôm nay. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.